Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích Ba Lan sau khi nước này đổi tên vùng Kaliningrad. Ngày 10 tháng 5, Ủy ban phụ trách tiêu chuẩn về việc đặt tên các thực thể địa lý bên ngoài lãnh thổ Ba Lan đã quyết định đổi tên vùng Kaliningrad. Thay vì tên gọi cũ, giờ đây, vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga sẽ được Warsaw gọi với tên mới là Grolujek-Kievo. Phản ứng trước sự việc trên, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Ba Lan, đồng thời gọi đó là quyết định được đưa ra bên bờ vực của sự điên rồ. Nó không chỉ là chủ nghĩa bài Nga nữa, đó là một quyết định được đưa ra bên bờ vực của sự điên rồ, ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảnh báo những quyết định tương tự sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho Ba Lan cũng như người dân nước này. Kaliningrad là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước. Nó từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến II, khi phát xít Đức thua trận, khu vực này trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Theo giới quan sát, Kaliningrad là vùng lãnh thổ của tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Suwalki dài 60 km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng răn đe với NATO. Trong những năm qua, Nga đã hiện đại hóa và tăng cường lực lượng ở Kaliningrad. Năm 2020, Nga nâng cấp lữ đoàn bảo vệ khu vực này thành sư đoàn. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, tình hình quan hệ giữa Moscow và Warsaw đã trở nên vô cùng căng thẳng. Hôm 10 tháng 5, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại nước này Sergei Andreev để phản đối việc tiêm kích Su-35 của Moscow chặn một máy bay phản lực cánh quạt L-410 Turbolift của Warsaw tại khu vực Biển Đen. Chúng tôi cực lực phản đối động thái gây hấn của Nga. Đây có thể coi là một sự cố nghiêm trọng mang tầm quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukas Jasina viết trên Twitter. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.